Rồi Minh Tăng xin chào tất cả các chú anh chị mọi người ha. Thì chắc này mình đang đi vô cái đường của Kiều Duy ở với Bi trong đây không người, chắc ở nghe nói là ở nhà bà ngoại nè. Thì Đây đây là là nhà ngoại. cái đồng lúa của hổng mà Kiều Duy nó quay điện quýt khâm đó, thì có cái đồng lúa y chang gì luôn. Thì cũng cốc nháy ảnh đường nó kêu mà. Hôm nay chạy vô tới điểm luôn ha, chút nó nếm đầu qua cho mọi người xem nha. Nếm đầu. Có ba cái nhà thôi nha, ba cái nhà về đồng lúa không mà ba nhà nãy lâu là cặp đường này nè. Ba nhà nãy lâu cặp đường á, không biết là cái đường trong kia trời, không nó chạy thẳng lúa không à, nhưng mà sao lúa này người ta chạy nói là chính xác ha. Chạy thẳng vô nhà đó là vô nhà ngoại của ông Bi, ngoại kiểu gì ha, đồng dông chưa tới mà ngoại cũng Bi, ngoại ông Bi, ngoại ông Bi tức là bạn ba đang là bạn trai của Kiều Duy. Giờ mới có đồ của Kiều Duy phải không? Lúa không nè. Ê, kia có cây cầu rồi kìa. Chà, cò xe hết trơn. Ba con cái chỗ nào có ba cầu nè. Mấy ba cái nhánh rồi đó. Một cân. Xuống liền đi. Hai cân. Nó đứt kìa. Cái này ở trước. Nó không mấy. Không lẽ ba cân này ta. Cầu đồng trong đây. Đấy, đấy, tới rồi, tới rồi. Tới nơi rồi nghe. Tới cầu Đồng Dông rồi nè mọi người. Ở trong đây là cái cầu Đồng Dông ha. Đi lên lại thành phố rồi. Thành phố rồi nào? Hồi số 7 vậy? Ở nhà chút kia. Nhà này là nhà ai? Bà ngoại hả? Bà nội. Bà nội hả? Bà nội Bi phải không? Bà nội Bi hả? Đi vô hỏi thôi. Tới chưa? Có không? Khóc một tấm khóc suốt rồi. Anh biết con đang dẫn đường gì mang nó bị gì? Dạ, nó bị cái con này dẫn con con đi nè. Con biết không? Con biết không? Dắt đi mấy ngày nay mẹ khóc chết rồi. Mẹ khóc chết rồi nhà, cho nên lên không anh? Nhờ anh dẫn là dùm ha, anh bắt con bé này về thôi hả, chứ không có gì hết. Kiếm xe luôn. Anh có xe quá anh chị. Ở nhà này đấy hả? Kế bên mà đi bộ nè. Đi bộ ha. Chú biết con bé này không? Con chó này đó. Bé này nè, cái gặp không? Con ai đỡ rồi biết đâu. Không mà chú gặp phải không? Gặp mặt. Có gặp mà có gặp ha. Nãy mới gặp mới nói với đứa nhỏ nó có gặp nè. Hình như là có đứa con đi theo cháu tôi. Đúng rồi đó. Ở bệnh kìa. Dạ. Nó ở nhà chị em tôi ở bệnh. Dạ. Em chú ở đâu? Đang ngủ hay gì giờ đó. Đang ngủ nữa hả? Ừ. Dạ. Trời ơi, nó ăn rồi nó ngủ nó làm gì nó. Em hỏi ha. Cái hổ của em ơi, dẫn bé này đi bù lu bù la nó khóc đất. Lấy cái chìa khóa xe đậu xe đó. Chú có xe là trong xe hả? Không, xe lên không? Đi bộ hai ba người đi xe em. Không hai ông nội thẳng qua cầu kia bỏ ba nhà tới đó. Được. Lấy gì phá rồi. Tới rồi không rồi. 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 Rồi.
bây giờ đi vô tới chỗ rồi ha mọi người. Tới ổ rồi. Bắt là nếm đầu mới được. Mẹ nói đang ngủ hả? Đang ngủ. Đang ngủ mất cười lắm à, đi trong dọc cười lắm à. Hai đứa đang ngủ. Hai đứa đang ngủ. Từ từ thôi. Có gì đâu, gấp gì? Đó, đang trên đường vô mà con tiệm bi nha. Tiệm bi với Kiều Di nè. Hai đứa đang nó đang ôm ngủ mất cười lắm à. Đang ôm. Từ ngày đâu chạy xe chống được. Có mình đi nói gần đây ha. Đúng lên hả? Có gì? Nhà quan này nhóc chân. Mình gần với cô chú anh chị là gần tới phút hấp dẫn này. Hay lắm nha mọi người, nhớ theo dõi nha. Nhà tóm gọn luôn à. Dẫn tới. Quên để nói. Nhỏ này chạy trống cho hay trước gì trời. Hả? Nhỏ nè. Nhỏ hả? Ừ. Lại chạy trống cho hay chạy trốn rồi. Xe này phải không? Chưa tới. Phải, xe kia cuộn lắm. Đây nhà nhỏ luôn hả mọi người. Tình thương đi hả? Tình thương mà xe gì không đây hả? Đám giỗ rồi vậy. Đốc tiên rồi, chạy hướng nào đi? Không kêu đi hẳn luôn à. Hả? Qua rồi đó, tới. Lại lên. Mày nó la ông xùm hay gì cơ? Mẹ là ông sầm hả? Qua cậu không? Em biết. Qua cậu á. Đúng rồi, qua cậu mới đúng. Đường được đâu, có đường đi đâu. Rồi. Đi rồi. Chạy nhà nghiệp đấy. Tiêu rồi. Ôi trời, kêu đại mà chị ấy. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Kìa, ăn trước kìa. Đó hả? Ừ. Kêu đại phải không? Mỗi giờ luôn á. Chạy. Mình tới rồi. Mình chạy nó hơi lắc nha. Tới ổ rồi. Mệt như chó à. Ta đi đi. Qua xe này không? Xe này chứ không? Rồi rồi. Đợi mình đâu vậy? Đâu vậy? Điện mất rồi. Gì? Ờ, đâu, mày không biết đâu. Điện mất rồi. Ôi, lại trời đâu vậy? Hỏi chị này. Hãy có gặp một cái chiếc xe chở hai người vô đâu rồi? Có gặp không? Đi đâu? Xe chở ba. Xe máy. Điện cái máy điện qua. Trời. Nó kêu trời. Điện không? Nãy chạy xe gì? Trời quay gì đó. Chứ quay đó đó. Nó chặn rõ ràng rồi. Cái này đường cùng hay rồi. Vậy.
Kìa coi coi, đi ra kìa. Gì? Đi ra kìa. Ra kìa. Ôi, ôi. Rồi, chị Duy ra ơi. Ở ở dưới Trà Vinh. Alo nghe hết không? Hả? Không hỏi rồi. Rồi bạn tới tới nơi rồi. Bạn thấy rồi chứ hả? Dẫn cái gì luôn. Cảm ơn anh xác nhiều nha. Bao nhiêu ngày nay? Đi cầu khỉ hả? Đi cầu khỉ. Có đi cho đi qua đi đìa chứ đi cầu gì. Rồi. Rồi. Ôi mặt cái này hà lì liền phải. Ok, cảm ơn nha. Rồi. Mệt. Okay, có chị má điện lại nha. Có xíu nha bạn. Trời ơi. Ờ kia hết rồi luôn. Rồi mẹ bé đâu? Mẹ con. Trời ơi. Sao con nói ở Trà Vinh? Sao con nói con ở Trà Vinh hả? Trời ơi, sao dốc. Dám gạt. Gạt mấy chú. Chú nói với con rồi, tới đâu chú cũng tìm được hết trơn mà cãi. Nó mới chạy té gì phải không? Dạ. Này mới chạy phải không? Mới chạy phải không? Ngồi bắt chuột. Bắt gì? Bắt chuột. Thằng ngồi bắt chuột. Trời ơi mẹ. Sao đi, nói chú nghe là sao đi. Không có về nhà. Anh đi trước đi. Đi đi. Ơi. Con đi từ từ đấy. Chạy cũng không có khỏi đâu. Bạn kia đâu rồi? Cứ mẹ mày. Thôi đi tìm đứng ngồi bên kia. Không có ở đâu. Rồi sao sao mà nuôi cơm không cảm nó nuôi cơm con không có đâu à? Đó ra ông mà nãy chú xin lỗi đó. Rồi dừng xin lỗi nha. Ông nếu ông đứng ở bãi này. Mập có ông nuôi không gầy con đó con đó, bố con đó. Không phải. Rồi không gầy con đi sao mà mẹ điện con không về. Gửi này coi. Rồi không gầy đi đâu vậy? Sao thì sao con nói con ở Trà Vinh? Dám nói gạt mấy chú. Nó kỳ con nói. Thấy ông biết lắm mà. Con mà con không nói nữa nghe lời ta. Để con tán một cái từng tuổi này mấy chú mà nói chuyện. Bị nó dụ nữa. Ừ, con đi theo con thấy có sung sướng gì không? Con kể cho nghe coi. Tiền bạc rồi đang bỏ ra. Biết tiền bạc mấy chú ra tốt biết bao nhiêu tiền kiếm con không? Mấy triệu rồi. Đi về đi giờ chú mấy chú lại. Mua điện thoại cho mà con không muốn về không? Triệu. Không? Ý là con không muốn về con mới nói về vậy phải không? Không có. À chịu con đi về là đang hẹn mua điện thoại mới cho con mà con không chịu mà. Nhà nhà. Đúng rồi. Con ở đây rồi hả? Phải không? Dạ. Rồi sao chú? Đứng ở đây chơi chút. Đứng ở đây đứng ngay mặt đi. Đây, cái nhà này là của mấy gì ở đây nè. Đâu quay con coi. Biết bữa giờ là các cô các chú cực không mẹ con hết bao nhiêu nước mắt rồi. Giờ chú cho chú hỏi là con thương nó hay gì? Dạ. Con bị đâu? Con bị đâu? Kêu bị là coi. Bị đó hả? Thương thì thương thì đâu chứ đâu mà làm. Chú nói rồi thương thì kêu con bị nó dẫn về nhà đi rồi mẹ nó tính. Đi dẫn. Lại chú quay biểu ơi. Đi. Thương thì nói